Đây, thùng hàng đây, một thùng. Tiến hành đang giao thấy không? Không phải là không có nha. Cưng biết đặt chứ không phải là cưng không biết đặt. Ấy của con không? Con có đặt không? Mới học lớp 5 đã tập tành bơm hàng, shipper quyết tâm tới nhà làm cho ra lẻ. Do trước đó đã bị bơm rất nhiều đơn hàng, thế nên mới đây một anh shipper đã quyết tâm tìm tới tận nhà của cô bé đang học lớp 5. Chủ nhân của những gói hàng đặt xong không thèm lấy, cùng với mẹ của bé để đối chất ba mặt một lời. Mặc dù đã có họ tên, địa chỉ và số điện thoại rõ ràng, nhưng người mẹ vẫn đinh ninh cho rằng shipper giao nhầm cho một ai đó cùng tên. Vì chỉ mới mấy ngày trước, người mẹ cũng đã đứng ra thanh toán vài đơn hàng khác cho con gái của mình, trong khi bé gái lại khẳng định bản thân không hề đặt những đơn này. Chứ cưng đây là cưng đứng giấu. Có không? Này đây nè, để em đem vô cho. Đứng đó đi, rồi bỏ đó đi, đem vô nhà ăn chay. Đó, mày sao, có phải mày có đặt mấy cái đó không? Cái đó là cái gì? Phải của con không? Có đặt không? Không đỏ 20 đô với một đơn Nguyễn Văn Trân. Đâu con đem điện thoại ra, có anh điện coi có vô số đó không? Có trùng tên không mà sao kỳ vậy? Tại vì á, em nói chị không phải một lần nữa mà làm nhiều lần quá trời, tụi em biết. Thì tôi kêu qua đây thì xác định có con tôi có đặt không anh nè, cậu nói, bây giờ để đi. Cái này là đặt rồi quỷ rồi không quỷ rồi đưa thêm cái nữa nè, là cái này là em không có đặt. Cái này là mình tự đặt không á? Có thì nó có, không nó không, để anh kiểm tra. Thì nó kiểm đi. Thì mà có đặt hai được ba đường này không? Dạ không. Rồi đây mượn app rồi. Mặc dù hiện chưa rõ cách xử lý của người mẹ và shipper sau khi xác định bé gái bơm hàng là như thế nào, nhưng dân mạng vô cùng bức xúc trước cách nói chối bỏ trách nhiệm của cả hai mẹ con. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: đã cho đã tay trước, sau đó cứ kiếm 1001 lý do để không nhận thôi, mua hàng online vì đam mê mà. Bà mẹ nói chuyện hài hước ghê, giao tới tận nhà, giống cả tên cả họ mà hỏi có trùng tên không. Nhìn cái tóc với cách ăn mặc là tôi thấy cô này biết tới cái gì luôn rồi, mà mẹ chắc tưởng bé con của mình chỉ mới có 3-4 tuổi thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.